Xin chào các bạn. Tình yêu luôn luôn trừu tượng như chính cái tên gọi của nó. Mỗi người định nghĩa nó một cách khác nhau, nhưng những điều cơ bản nhất của tình yêu vẫn là nhớ, vẫn là mong mỏi, vẫn là khát khao được ở bên người ấy. Tất cả những thái cực ấy tồn tại trong mọi cá nhân khi sống trong một môi trường của tình yêu. Không ai yêu mà không trải qua những thái cực đó cả. Tình yêu có thể làm bạn khóc vì hạnh phúc, nhưng nó cũng có thể làm bạn khóc vì đau khổ. Có thể khiến bạn khóc vì sung sướng và cũng có thể khóc vì ân hận, vì dại dột. Nhưng sau tất cả, chúng ta vẫn phải đi tìm nó, sở hữu được nó, nuôi dưỡng được nó, đúng không? Các bạn thân mến, lúc đầu khi mới yêu ấy thì ai cũng thấy hạnh phúc, nghĩ mình gặp được người ấy như một định mệnh, rằng người ấy là một nửa không thể thiếu của mình đang tìm kiếm. Thế nhưng, những khoảnh khắc nồng nàn đó cứ phai nhạt dần theo thời gian. Nhanh thì vài tuần, vài tháng, lâu hơn thì vài năm, và chúng ta cảm thấy chán nhau, không còn say đắm như trước nữa. Vì sao lại như vậy ạ? Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chỉ ra cho các bạn những cái nguyên nhân vì sao lại có chuyện đó nhé. Nguyên nhân thứ nhất ấy là chúng ta quá cầu toàn trong tình yêu. Các bạn thân mến, khi trải qua một thời gian yêu nhau, bên nhau đủ lâu rồi ấy, thì tất yếu các bạn sẽ hiểu về đối phương nhiều hơn, phải không ạ? Hiểu hơn cả mặt tốt và mặt xấu của họ, đặc biệt là những mặt xấu. Khi mới yêu, trong mắt bạn bao giờ cũng đẹp đẽ. Yêu lâu rồi mới thấy cô ấy, anh ấy sống thật lôi thôi, nhếch nhác. Khi còn tán tỉnh hay là mới yêu nhau thì câu nói nào cũng ngọt ngào, câu nói nào cũng tình cảm, cũng nhẹ nhàng. Nhưng khi yêu lâu rồi ấy thì chẳng còn được nghe những cái câu ngôn tình ấy nữa, mà giọng điệu lúc nào cũng cáu gắt. Và vô số những cái tật xấu khác của người ấy mới bắt đầu lộ ra bên ngoài. Nếu bạn là người cầu toàn quá trong tình yêu ấy, bạn sẽ nhanh chóng rơi vào cái trạng thái thất vọng và chán nản với người ấy. Không ngờ cô ấy lại nhiều tật xấu như vậy, không ngờ anh ấy lại đối xử với mình như vậy, chẳng hay ho và tốt đẹp như mình nghĩ. Mình muốn cô ấy trong trắng ngây thơ như thuở ban đầu cơ. Muốn anh ấy bao giờ cũng phải nhẹ nhàng, lịch lãm như thuở mới yêu cơ. Đó là điều không thể các bạn nhé. Trong mỗi con người chúng ta ấy, bao giờ cũng có cái tốt và cái xấu tồn tại. Bạn đừng bao giờ mong vào cái sự hoàn hảo của một người như bạn tưởng tượng. Anh ấy hay là cô ấy có thể tuyệt vời ở mặt này, nhưng chưa chắc đã tốt ở điểm khác. Thay vì không hài lòng vào cái điều đó, các bạn nên chấp nhận cả mặt tốt và chưa tốt của đối phương. Trong tình yêu, nếu một trong hai người không thấy thỏa mãn và hài lòng với chính mình ấy, thì tất yếu sẽ chán nhau, sẽ chia tay nhau vì những cái khác biệt không thể dung hòa các bạn ạ. Đừng bao giờ hy vọng vào tình yêu hoàn hảo. Chấp nhận khuyết điểm và cùng nhau cố gắng sửa đổi thì chúng ta mới ở bên nhau lâu dài hơn, hạnh phúc mới trọn vẹn hơn các bạn nhé. Nguyên nhân thứ hai ý, là các bạn sống cùng những thói quen cứ lặp đi lặp lại hàng ngày. Khi mới yêu ý, bạn háo hức mỗi khi người ấy nhắn tin cho bạn, gọi điện hỏi han bạn. Bạn muốn người ấy kể cho bạn nghe công việc trong ngày mà người ấy đi làm. Bạn đón nhận tất cả những cái hoạt động ấy với sự hạnh phúc và hài lòng. Rồi cả những buổi hẹn hò, những góc quán cà phê lãng mạn, những cuộc điện thoại chat chít kéo dài đến nửa đêm, vân vân. Tất cả những cái điều mà tôi vừa nói trên tạo ra một cái thói quen vô hình với các cặp đôi. Các bạn không nhận ra là các bạn đang dắt tay nhau đến sự nhàm chán. Ngày nào cũng giờ ấy, cũng câu chuyện ấy, cũng góc quán ấy, và những lời yêu thương cứ lặp đi lặp lại một cách khuôn mẫu và cứng nhắc. Ban đầu ấy, nó sẽ tạo ra cái sự hưng phấn trong cảm xúc. Nhưng dần dần, cảm xúc ấy mất đi sự thăng hoa vì nó không còn yếu tố bất ngờ mới mẻ nào nữa. Lúc này, các bạn chán nhau thì có gì là lạ đâu ạ, phải không? Nguyên nhân thứ ba ấy, khiến các bạn đang yêu mà chán nhau là giữa hai người không còn khoảng cách. Các bạn thân mến, khi yêu nhau, ai mà chẳng muốn ở bên nhau. Sáng gặp, trưa đã muốn chạy đến ngay với người ấy.
Trong suy nghĩ của các bạn lúc nào cũng muốn ở bên cạnh người ấy. Mỗi lần gặp nhau là chẳng muốn rời nhau ra, đúng không? Các bạn muốn được gần nhau nhiều hơn, để thể hiện tình cảm nhiều hơn, được tâm sự nhiều hơn, giúp đỡ nhau nhiều hơn. Thế nhưng ở bên nhau nhiều chưa hẳn đã tốt các bạn nhé. Đặc biệt là các cặp đôi khi đang yêu mà dọn về ở cùng một phòng thì càng nhanh chóng chán nhau. Bởi vì sao ạ? Khi bạn ở gần nhau nhiều hơn, các bạn sẽ hiểu và đoán được suy nghĩ của nhau dễ dàng hơn. Khi các bạn ở cùng nhau nhiều hơn, các bạn sẽ thấy nhiều tính xấu của nhau hơn. Lúc đó thì sao nào? Lúc đó thì bạn thấy hụt hẫng, bạn chưa kịp chuẩn bị đón nhận những cái tật xấu của đối phương và dễ dẫn đến những cái suy nghĩ sai lầm, lệch lạc về giá trị con người họ, đúng không? Cái thứ hai ý, là khi bạn ở gần nhau nhiều hơn thì đồng nghĩa với cái việc là không gian riêng bị thu hẹp hơn. Thậm chí nó xuất hiện tư tưởng kiểm soát nhau, nghi ngờ lẫn nhau. Ngày nào cũng phải trả lời những cái câu hỏi em đi đâu, đi với ai, đi mấy giờ về, khiến bạn cảm thấy bị kiểm soát, bị ngột ngạt trong tình yêu. Sự kiểm soát ấy chính là nguyên nhân các bạn cảm thấy yêu nhau thật là mệt mỏi, thật là chán nản, đúng không? Buồn hơn nữa là những mối quan hệ bạn bè cứ dần thu hẹp lại, chẳng còn được thoải mái, tự do tụ tập, tâm sự thâu đêm với bạn bè. Mối quan hệ của hai người cứ thu hẹp dần và chúng ta trở nên chán nhau vì điều đó các bạn ạ. Nguyên nhân thứ tư chính là tâm lý yêu là phải trao hết cho nhau. Các bạn thân mến, một trong những cảm xúc khi yêu nhau đó là sự mong muốn gần gũi về thể xác. Tình yêu phải đi liền với tình dục. Chúng ta vẫn thường nghe những cái câu dạng tương tự như vậy đúng không? Yêu nhau cởi áo cho nhau, không cho anh thì hóa ra em không yêu anh à? Con trai thường hay nói với con gái những cái câu đầy triết lý như thế để buộc cô gái phải chấp nhận dâng hiến cho mình. Có rất nhiều cặp đôi bị đánh lừa bởi cảm xúc của tình yêu với cái cảm giác của tình dục các bạn nhé. Nhiều bạn bị cuốn vào những cái ham muốn của thể xác, của tình dục, của những cái giây phút say đắm đó mà không nhận thấy được tình yêu của các bạn đã hết rồi. Con gái luôn đánh cược với mình bằng việc trao tất cả sự trong trắng của đời con gái cho người con trai mà họ yêu. Họ nghĩ rằng là trao hết cho anh ấy là để anh ấy có trách nhiệm, là để trói buộc anh ấy. Thế nhưng con gái lại không biết rằng đàn ông luôn cả thèm chóng chán. Khi đàn ông đã khám phá hết những gì bí ẩn nhất trên cơ thể người phụ nữ ấy, thì cảm giác của họ rất nhanh rơi vào nhàm chán, đúng không? Thương thay một đóa trà mi, con ong đã tỏ đường đi lối về. Đặc tính của đàn ông là thích khám phá cái mới. Khi mọi thứ đạt được quá dễ dàng thì họ không còn hứng thú nữa. Lúc no sôi chán chè rồi thì họ xách dép ra về, chứ tình yêu tồn tại hay không không còn quan trọng nữa. Vì vậy, nếu không muốn chán nhau thì hãy biến tình yêu của các bạn như cuốn sách không có trang cuối. Cứ đọc mãi vẫn còn điều thú vị các bạn nhé. Nguyên nhân cuối cùng khiến các bạn chán nhau khi đang yêu chính là không có niềm tin vào một cái kết có hậu. Các bạn thân mến, tình yêu trong sáng và ngọt ngào chính là bởi chúng ta yêu nhau một cách vô tư, không tính toán, không lo lắng bất kỳ điều gì. Thế nhưng, nếu cứ vô tư và không tính toán thì sớm hay muộn các bạn cũng chán nhau bởi vì các bạn không có kế hoạch cho đoạn kết của tình yêu đó cả, đúng không ạ? Khi các bạn nói với bạn trai rằng cuối năm mình cưới anh nhé, và rồi bạn nhận câu trả lời là từ từ đã em, chúng ta đã có gì trong tay đâu mà vội. Hay khi bạn đề nghị với bạn trai rằng cuối tháng này em muốn về nhà chơi, ra mắt cha mẹ anh được không? Anh ấy gạt đi với cái lý do là anh ấy bận và chưa sẵn sàng cho chuyện này. Bạn sẽ nhận thấy điều gì trong câu chuyện ấy? Nếu bạn là cô gái, bạn sẽ thấy hoang mang, sẽ thấy chán nản, sẽ thấy tương lai trở nên bất định trước mắt bạn, đúng không? Bạn không cảm nhận được sự nghiêm túc và chân thành từ đối phương đối với cuộc tình của mình, không hy vọng vào tương lai của nó và bạn thấy bất an.
Các bạn thân mến, những câu chuyện như thế xảy ra phổ biến cho các cặp đôi đang yêu và nó trở thành một trở ngại trên con đường tìm thấy hạnh phúc của bạn. Tuy nhiên, đừng vì điều đó mà bi quan, mà bi thương cho tình yêu của bạn. Hãy cố gắng tìm ra nguyên nhân vì sao các bạn lại chán nhau để sửa chữa, khắc phục nó các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Hãy chia sẻ nếu thấy nó hữu ích các bạn nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các chủ đề tiếp theo trên kênh YouTube của Khánh Ngọc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.